Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người bị bệnh nặng, sinh viên đã hoàn thành khóa học gặp khó khăn về chỗ ở, người lao động đã hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, người đi du lịch bị kẹt lại và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Bà Diệp Bích Liên là một trong những hành khách được về nước trong chuyến bay lần này từ Vancouver. Năm nay, bà 65 tuổi, bà đã bị kẹt lại ở Canada gần 10 tháng. Trước đó, bà đã đăng ký 3 lần các chuyến bay giải cứu công dân của chính phủ Việt Nam. Thế hôm nay 6 tháng trước cô điền thì 14 vừa rồi trả lời được, cô mừng lắm. Tại vì nhiều tuổi rồi, rét lắm cô không chịu được. Mà cô đi du lịch nhiều năm rồi, nhưng mà mỗi một năm cô chỉ ở 2 tháng thôi. Không dám, 2 tháng là ít, còn hơn 2 tháng thì không bao giờ có. Tại vì cô sợ cái rét ở bên này lắm. Nhiều du học sinh cũng rất bất ngờ, xúc động khi nhận được tin về chuyến bay này. Thực sự là tại vì gia đình em có việc gia đình á, thế nên là rất cần về Việt Nam. Và rất may là lãnh sự quán và lãnh sự quán tạo điều kiện cho chúng em này được về chuyến bay này. Tuy là chuyến bay này khá là vất vả nhưng mà bọn em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được về chuyến bay này. Lần này về lúc đầu mình cảm thấy khá là may mắn bởi vì mình cũng được chính phủ tạo điều kiện cho về và cũng vui và cũng khá là cảm động và được quay trở về. Mình rất là cảm kích và cảm ơn là đã tạo điều kiện cho những người như mình, như là du học sinh đang bị mắc kẹt ở đây, có điều kiện để về đất nước như là về lại với gia đình trong thời điểm này. Tại thành phố Vancouver, ngay từ sáng sớm, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver đã cử cán bộ tới sân bay để hỗ trợ trực tiếp công dân hoàn tất các thủ tục trước khi lên máy bay về nước. Theo bà Lê Thanh Mai, phụ trách công tác lãnh sự bảo hộ công dân của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, đây là chuyến bay thứ 5 xuất phát từ Vancouver đưa công dân về nước. Tôi nghĩ là cái tình hình dịch bệnh nó sẽ còn tiếp tục kéo dài và cái việc thực hiện cái chuyến bay chính phủ để đưa công dân về nước có thể trong thời gian tới vẫn được các cơ quan chức năng thực hiện. Thế thì chúng tôi cũng rất mong là ở phía bà con có cái nhu cầu về nước và đạt được tất cả những cái tiêu chí ưu tiên thì cũng cộng tác với cả các cơ quan chức năng, trong đấy có Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, để mà việc nó được thuận lợi hơn. Tức là bà con thực hiện theo những cái hướng dẫn, là nắm được là cái đối tượng ưu tiên là ai, mình có trong cái đối tượng ưu tiên đấy không, trước khi mà gọi điện hay là email hay là kêu cứu Tổng lãnh sự. Thứ hai là thường là chúng tôi sẽ đưa đường link lên trang web của cơ quan đại diện để bà con thực hiện việc đăng ký. Thì bà con cố gắng là thỉnh thoảng lên trang web của Tổng lãnh sự cũng như là cơ quan đại diện để update được thông tin. Khi mà lên máy bay về nước thì bà con cũng thực hiện cái quy định cách ly một cách nghiêm túc, và khi trở về đến sân bay thì cũng thực hiện cái việc cách ly 2 tuần theo quy định của chính phủ. Theo lịch trình, hai chuyến bay này hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc. Sau đó, máy bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines tại Hàn Quốc sẽ đưa 355 hành khách về sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định. Thời gian tới, việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của công dân